Em Đức Hải Dương xin chào toàn thể quý chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán hàng trao đổi ô tô của em Đức Hải Dương. Mới nhất vào buổi chiều ngày hôm nay thì bên Đức Hải vừa mới mua thêm một mẫu xe, thì cũng muốn chia sẻ đến tất cả quý chị và các bạn trên toàn quốc một cái mẫu xe của hãng Daewoo Gentra, chiếc này được sản xuất năm 2009 với phiên bản số sàn máy xăng. Và chiếc này thì được trang bị động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là khá là tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc này thì chạy đâu đó khoảng tầm 6 đến 7 lít xăng trên 100 km thôi. Đấy. Quý chị và các bạn nào muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe Daewoo Gentra này thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp em Đức qua số điện thoại là 0962 567089. Để được tư vấn trực tiếp và cần hình ảnh chi tiết gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên, thì có cả Zalo và Facebook. Và với cái mẫu xe Daewoo Gentra ngày hôm nay, em Đức muốn chia sẻ đến tất cả quý chị và các bạn là một cái chiếc xe em Đức sẽ cam kết và bảo hành cho tất cả quý chị và các bạn là xe không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Chiếc này thì keo chỉ zin luôn các bạn nhá. Và với cái mẫu xe Daewoo Gentra này thì hiện tại bên em Đức đang chào bán giá là 172 triệu đồng cho một cái mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất năm 2009. Giá 172 triệu đồng là trong đó là đã có phí công chứng ủy quyền hoặc là rút hồ sơ cho tất cả quý chị và các bạn trên toàn quốc rồi. Đấy, một chiếc xe sedan 5 chỗ ngồi. Anh chị đang xem clip của em Đức thì cũng cho em Đức xin tất cả quý chị và các bạn một lượt chia sẻ và một lượt like. Và bác nào mà mới xem clip của em Đức lần đầu tiên mà quan tâm những dòng ô tô cũ thì nhớ bấm nút đăng ký kênh và bật nút chung thông báo để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất bên em Đức về theo ngày tháng. Thì với cái mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất năm 2009 này là một chiếc xe không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Máy êm gầm chắc, con số rất nhẹ nhàng. Và sau đây em sẽ vào phần chi tiết về cái chiếc xe Daewoo Gentra này. Đấy, tổng thành về sơn vỏ thì em đã đi xung quanh xe rồi, thì quý chị và các bạn chúng ta chỉ việc đổ xăng thôi. Và sau đây em sẽ vào cái phần đèn đầu tiên của chiếc Daewoo Gentra này các bạn nhé. Đây, cụm đèn của nó khá là sáng luôn anh em nhé, cực sáng luôn. Đấy, trong vắt luôn anh em nhé. Đấy, các bạn nhìn này, mặt cản ga lăng khá là lớn. Rất ok anh em nhé, chiếc xe này khá là ok luôn. Đây, toàn bộ lớp sơn của nó còn khá là đẹp, đen bóng luôn anh em nhé, bóng cườm luôn. Đấy, la xăng đúc, phanh đĩa bên trong anh em nhé, phanh đĩa bên trong. Đấy, bốn quả lăng la răng đúc. La răng đúc này anh em ạ. Kính zin anh em nhá. Kính zin theo xe. Đấy, em Đức xoay luôn cái phần ghế gầm bệ sắt xi anh em xem này. Đấy, gầm bệ sắt xi còn khá ok, không có bục mọt gì anh em nhá. Và vỏ chiếc này là khá là mỏng luôn anh em ạ. Khá là mỏng luôn. Đó, khá là mỏng luôn. Kính zin anh em nhé. Đó, anh em nhìn này, khá là mỏng luôn anh em nhé. Đấy, này, gương zin luôn. Đấy, đó, kính của nó anh em này. Kính zin anh em nhé. À, đường cua lốp của đây chưa mọt anh em nhé, còn rất đẹp luôn. Đấy, đây, gầm bệ sắt xi của nó các bạn. Đấy, xe rất tốt luôn. Đấy, chiếc này máy gầm thì miễn ban anh em nhá. Đấy, chiếc này xe mới chạy được có 9.7 vạn thôi. Đây là khoang động cơ của chiếc Gentra anh em ạ. Đầu răng đầu riết qua đây. Này, anh em nhìn này.
Mặt can liếc. Chiếc xe này khoang máy còn rất đẹp anh em nhé. Máy rất đẹp luôn. Đây, anh em nhìn. Chỉ có này, chỉ cabo này. Nguyên bản trong xe luôn. Chỉ nó bé như sợi dây điện anh em nhé. Chỉ cái dòng Gen Tra này rất là bé luôn. Đấy, nó bé như sợi dây điện luôn anh em này. Chỉ xịn nha anh em nhá, chỉ xịn nguyên bản theo nhà sản xuất luôn. Đấy, xe thì không có đâm đụng, không thấy lạ. Đấy, cái phần khu lốp này của nó vẫn nguyên bản trong xe. Đấy. Chiếc xe này thì bốn tappi vẫn là tappi nỉ anh em nhá. Tappi nỉ này, nguyên bản trong xe này. Đấy. Đây, phần nội thất của nó đây. Bạn chủ nhân trang điểm rất đẹp luôn. Đây. Theo chỉ của nó đây anh em nhé. Rất ok anh em nhé. Rất ok luôn. Và ốc bánh cửa anh em ạ. Ốc zin luôn anh em nhé. Zin luôn. Đấy. Zin theo nhà sản xuất. Ghế thì bên trong em Đức thấy vẫn trong là ghế nỉ anh em ạ. Ghế nỉ anh em nhé. Cái lỉ bên trong này. Đấy. Ghế nỉ luôn. Rất ok. Đấy, còn tắp lô của nó đây, cực đẹp anh em nhé. Cực đẹp luôn này. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, rất đẹp. Vô lăng anh em ạ. Mòn theo thời gian anh em nhé. Đây, mòn theo thời gian này. Chỗ này hơi nhẵn này. Đấy, hai góc này hơi nhẵn này. Củ số này các bạn này. Cánh tay đây. Màn hình cam đùi đầy đủ. Giá 172 triệu cho cái mẫu xe Daewoo Gen Tra sản xuất năm 2009 này. Đấy, tappi của nó 4 tappi nỉ anh em nhá. 4 tappi nỉ. Nguyên bản theo xe. Đây câu chỉ của nó các bạn này. Bé như sợi dây điện luôn anh em nhá. Đấy, bé như sợi dây điện luôn này, em ạ. Đấy. Xe còn rất ok luôn. Đấy. Trần này anh em ạ, trần này. Các bạn nhìn trần này. Trần đây. Vô lăng chiếc này đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Một chiếc xe. Đây, cốp là nguyên bản luôn anh em nhé. Một quả la răng sắt theo xe. Đấy. Đây, lòng cốp đây. Chỉ có đây anh em nhá. Đây, chỉ cố vật anh em ạ. Rất là bé luôn. Bé như sợi dây điện anh em nhá. Đây. Đây, cục của nó rất là mỏng luôn. Mỏng mỏng luôn. Và đây là cụm đèn sau anh em ạ. Cụm đèn hậu sau này. Đây, cụm đèn hậu sau đây. Đây, các bạn nhìn này. Xe nét căng luôn anh em nhá. Nét căng luôn. Đấy. Xe lét từng cm một anh em nhé. Giá 172 triệu. Mẫu xe Daewoo Gen Tra. 4 tappi nỉ này anh em ạ. 4 tappi nỉ này. Theo chỉ đây. Đấy. Xe thì còn khá ok. Trần nguyên bản anh em nhé. Trần nguyên bản luôn. Đấy. Rất ok. Sơn vỏ và nội thất của nó cực đẹp luôn. Anh em nhìn này, ốc này. Đấy. Nguyên bản luôn anh em nhé. Chưa cà lê vào anh em nhé. Đây. Đây. Đeo chỉ của nó đây. Bé như sợi dây điện luôn. Tappi nỉ anh em nhé. Kính điện anh em nhé. Kính lên xuống bằng điện. Còn cái chỉnh gương thì nó là gương bằng cơ. Nó kiểu như cái lúm mà chúng ta hay chơi cái trò chơi của mấy cái xe xe điện đấy, xe trẻ em ấy. Đấy,
đây, đây, chỉnh nha anh em à. Đấy, nên xuống ra vào anh em nhé. Đấy, rất hay luôn. Cái đồ cơ này thì nó được cái là nó không hỏng anh em nhé. Đấy, rất dễ sửa luôn. Và em Đức sẽ lổ máy lên để cho anh chị vào còn nghe tiếng động cơ. Đấy, đồng hồ thì báo chuẩn 9.7, xe không báo một lỗi gì. Đấy, màn hình nha anh em nhá, màn hình máy trước này nó êm thích luôn, êm bét luôn anh em nhé. Không có hơi thừa trước gì anh em nhé, không có một giọt hơi thừa nào. Đấy, máy nổ rất êm luôn anh em ạ. Máy nổ êm luôn. Đấy, xe là bảo hành là không ngâm đụng, không thủy kích. Anh chị và các bạn nào muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc là ga Thái Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp em Đức qua số điện thoại là 0962 567089. Với mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất năm 2009 này, giá bên em Đức đang chào bán giá là 172 triệu đồng, trong đó là đã có phí rút hồ sơ hoặc công chứng ủy quyền cho tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc. Đấy, anh chị và các bạn cần thông tin chi tiết gì về cái mẫu xe Daewoo Gentra này thì kết bạn với em Đức qua số Zalo trên. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, Đức chào các bác nhá.